Rắn hổ mang chúa với chăn lưới python. Con nào sẽ thắng trong cuộc chiến giữa hai loài rắn đáng sợ này? Chăn lưới và rắn hổ mang chúa, đây là hai loài bò sát lớn nhất và nguy hiểm nhất thế giới. Rắn hổ mang chúa là loài rắn độc và dài nhất. Nó có thể dễ dàng hạ gục một con voi. Tương tự như vậy, chăn lưới được biết đến là loài rắn sống lâu nhất và có thể bóp chết con mồi của chúng, bao gồm cả con người, chết trong vòng vài phút. Mặc kệ danh tiếng không quá thân thiện của chúng như vậy, một số cá nhân vẫn chăm sóc chúng như thú cưng. Còn nói về sự khác biệt của chúng thì chăn là loài vật co thắt không có độc, trong khi đó rắn hổ mang chúa được biết đến với chất độc gây chết người. Ngoài ra thì chăn thường to hơn, dài hơn và cũng biết ngụy trang hơn, trong khi rắn hổ mang chúa lại nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Trông chúng như thế nào? Rắn hổ mang chúa là loài lớn nhất trong số các loài rắn đất có nọc độc. Khi phát triển chiều dài lên tới 5,7m và chiều rộng cổ lên tới 0,3m. Tuy nhiên, vì chúng thường mảnh mai nên rắn hổ mang chúa thường không nặng quá 20kg. Rắn hổ mang chúa có thể nâng 1/3 cơ thể lên khỏi mặt đất. Giống như các loài rắn khác mang tên là rắn hổ mang, thì rắn hổ mang chúa cũng có thể làm phẳng cổ, tạo cho nó một chiếc mang trùm đầu đặc biệt. Khi mà rắn hổ mang chúa bị đe dọa hoặc bị tấn công, nó sẽ díp lên, hướng về phía sau và dẹt xương cổ để trùm lên đầu. Lớp da có vảy của chúng sáng lấp lánh và khi chạm vào nó thì thực sự khô. Rắn hổ mang chúa trưởng thành có màu vàng, xanh lục, nâu hoặc đen. Cổ họng của chúng có màu vàng nhạt hoặc màu kem. Còn chăn lưới thì sao nhỉ? Họ Pythonidae có chứa một số loài rắn lớn nhất ở trên thế giới. Hầu hết các loài chăn đều là những loài rắn lớn, chẳng hạn như là chăn lưới có thể dài tới 9m các bạn ạ. Màu sắc và kích thước của các loài chăn cũng rất khác nhau. Tùy thuộc vào môi trường sống địa phương của chúng và nhu cầu ngụy trang, chẳng hạn như vảy trên chăn miến điện. Màu sắc có thể từ vảy có hoa văn phức tạp cho đến màu nâu đặc hay là màu xanh lá cây sáng. Bất kể chiều dài như thế nào, chăn đều cồng kềnh so với kích thước của chúng. Chúng có cái đầu hình tam giác và những chiếc răng nhọn hoắt cong về phía sau dùng để vồ mồi. Răng của chăn trên cạn dài hơn so với những người anh em họ ở trên mặt đất của chúng. Vậy chúng sống ở đâu? Rắn hổ mang chúa sống phần lớn ở lục địa Đông Nam Á và khắp các khu rừng rậm cao nguyên. Rắn hổ mang chúa thích sống ở những nơi có hồ và suối vì nó là một vận động viên bơi lội cừ khôi. Quần thể rắn hổ mang chúa đã suy giảm ở một số khu vực trong phạm vi của nó do rừng bị tàn phá. Rắn hổ mang chúa được cho là loài rắn duy nhất làm tổ để lấy trứng. Nó được tôn thờ rộng rãi ở Ấn Độ với tên gọi là Nagaraja, tức là vua của các loài rắn. Còn chăn lưới thì ở châu Á, châu Phi, châu Đại Dương, châu Úc. Chăn sống ở những vùng có khí hậu tương đối ẩm ướt. Nhiều loài phát triển mạnh trong rừng mưa, mặc dù chăn cũng sống ở đồng cỏ, rừng cây, đầm lầy, mỏm đá, cồn và cây bụi. Tùy vào loài, chăn trú ẩn trong hốc, dưới đá, trong hang động hay là cành cây. Khi con người phát triển môi trường sống của chăn, chăn đã quen với việc trú ẩn trong các đống gạch vụn đô thị và trang trại. Mặc dù có nguồn gốc từ cựu thế giới, một loài chăn đã hình thành lãnh thổ của nó ở Tây Bán Cầu. Chăn miến điện là một loài xâm lấn đã được phát hiện sống và sinh sản thành công ở Florida. Chúng ăn gì? Những kẻ săn mồi này là loài ăn thịt rắn, có nghĩa là chúng ăn thịt các loài rắn khác, kể cả những loài rắn độc. Một số con mồi phổ biến nhất của chúng bao gồm rắn chuột, chăn, các loài rắn hổ mang khác, rắn cặp nong và chuột cống. Khi thức ăn khan hiếm, chúng sẽ ăn các loài gặm nhấm, động vật có vú nhỏ, bò sát, chim và nhiều loài khác. Chúng săn mồi bằng cách lần theo dấu vết mùi của con mồi. Một bữa ăn vừa miệng có thể duy trì một con rắn trong nhiều tháng vì chúng có tốc độ trao đổi chất cực kỳ chậm. Còn chăn thì nổi tiếng với việc từ từ bóp chết con mồi còn sống của chúng. Chúng thường ăn các động vật có vú nhỏ, chẳng hạn như chuột. Nhưng chăn đã được biết là giết và ăn các động vật lớn hơn nhiều, chẳng hạn như lợn. Để giết con mồi, đầu tiên chúng sẽ nhanh chóng dùng răng ngoạm lấy con vật còn sống, sau đó bắt đầu quấn quanh cơ thể con vật đó. Điều này được gọi là sự thắt chặt. Con chăn ngừng quá trình co thắt khi con vật bị chết ngạt trước khi xương của nó bị nghiền nát. Con chăn sau đó sẽ mở hàm và bắt đầu nuốt chửng con mồi trong một lần.
Các cơ trong cơ thể rắn hoạt động để đẩy thức ăn theo chiều dài của cơ thể và tiêu hóa động vật. Hành vi của chúng trong môi trường hoang dã. Rắn hổ mang chúa là loài sống đơn độc và chỉ đến với nhau để giao phối. Chúng hoạt động suốt cả ngày nhưng cũng có thể được nhìn thấy vào ban đêm. Rắn hổ mang chúa giống như các loài rắn khác, nhận thông tin hóa học qua chiếc lưỡi chẻ đôi của chúng. Nó sẽ thu nhận các hạt mùi hương và chuyển chúng đến một cơ quan cảm nhận đặc biệt nằm ở vòm miệng của chúng. Khi khó chịu, rắn hổ mang chúa thích chạy trốn và tránh đối đầu. Tuy nhiên, nếu bị khiêu khích liên tục, chúng có thể rất hung hãn. Khi bị báo động, chúng sẽ ưỡn phần trước của cơ thể khi vươn cổ, lộ ra những chiếc răng nanh và rít lên rất to. Nếu rắn hổ mang chúa đối mặt với một kẻ săn mồi tự nhiên, chẳng hạn như là cầy mancut, loài có khả năng kháng chất độc thần kinh, những con rắn này thường cố gắng chạy trốn. Và chăn lưới thì do có thân hình to lớn, những con chăn sẽ di chuyển bằng cách lao thẳng về phía trước. Đây được gọi là chuyển động tiến triển trực tuyến. Chăn gồng cứng xương sườn của chúng trên mặt đất, sau đó nâng bụng lên và đẩy người về phía trước. Đây là một dạng di chuyển chậm và những con chăn không thể đi quá một dặm trên giờ, tương đương 1,6 km trên giờ. Nhiều loài chăn là những tay bơi cừ khôi, trong khi những loài khác là động vật sống trên cây. Không giống như họ hàng gần của chúng, chăn boa, chăn xiết mồi, loài chăn lưới đẻ trứng. Một điều thực sự đáng chú ý đó là hầu hết chăn mẹ luôn cuộn tròn quanh trứng để bảo vệ chúng trong khi trứng phát triển. Nếu nhiệt độ trở nên quá lạnh, các cá thể mẹ của các loài lớn hơn sẽ làm ấm trứng của chúng bằng cách dùng mình. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến giữa một con rắn hổ mang chúa và một con chăn nha. Là một trong những loài elapid, rắn hổ mang chúa giết chết con mồi thông qua nọc độc được tiêm qua răng nanh rỗng của nó, trong khi chăn dựa vào khả năng ngụy trang, chờ đợi và sức mạnh co thắt. Hơn nữa thì rắn hổ mang thường có thể di chuyển nhanh hơn do kích thước nhỏ hơn, do vậy chúng nhận biết, theo dõi và đuổi theo con mồi. Về kích thước, con chăn rõ ràng là người chiến thắng, nó thậm chí còn dài hơn và nặng hơn nhiều so với rắn hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa có một túi nọc độc lớn có chứa nọc độc thần kinh. Mặc dù không phải là loài mạnh nhất khi so sánh và với các loài có nọc độc khác, thế nhưng số lượng nọc độc tối đa trong túi của nó đủ để kết liễu một con chăn trong vòng 30 phút. Ngược lại, chăn lưới phải dựa vào trọng lượng và cơ thể của nó để làm ngạt thở một con rắn hổ mang. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ như cả hai sẽ giết nhau, nhưng kịch bản rất đơn giản. Con rắn hổ mang chúa nhanh nhẹn hơn, nó sẽ cắn con chăn và con chăn sau đó sẽ bắt và nghiền nát con rắn hổ mang. Cuối cùng thì cả hai đều chết. Tuy nhiên vấn đề là không giống như các loài động vật có vú máu nóng khác, rắn lại là loài máu lạnh và có sự trao đổi chất rất thấp. Ví dụ, đầu của rắn lục lạc đã chặt đầu vẫn có thể tồn tại đến 3 giờ sau chấn thương. Điều này là do rắn cần ít thức ăn và oxy hơn cho các hoạt động sinh học của chúng. Con chăn phải kẹp chặt rắn hổ mang chúa trong ít nhất là hơn 3 giờ để có thể làm ngạt thở được con rắn chúa. Một điều khó xảy ra đối với con chăn vì chúng không có đủ sức chịu đựng để co cơ trong nhiều giờ như vậy. Các cơ của con chăn được phát triển để co và giữ con mồi với sự trao đổi chất cao như là động vật máu nóng, chết vì đói oxy chỉ sau 5 tới 15 phút. Có trường hợp một con chăn dài 5 feet đã cắn chặt một con rắn hổ mang dài tới 17 feet trong vòng hơn 2 giờ. Sau khi đưa những chiếc nanh nọc độc của mình vào con chăn, rắn hổ mang chúa đã tự thả mình ra khỏi sự kìm kẹp và trượt dài xuống một cái ao ở gần đó. Nhưng mà trong trường hợp này thì con chăn khá là nhỏ. Tuy nhiên, hòng khám phá có xu hướng nghiêng cán cân về phía con rắn hổ mang chúa hơn. Còn ý kiến của các bạn là gì trong cuộc đối đầu 1-1 giữa một con chăn lưới và một con rắn hổ mang chúa? Con nào sẽ giành phần thắng nhỉ? Hãy bình luận ý kiến của các bạn ở phần dưới video ngày hôm nay nha! Và trên đây là quan điểm dựa trên cơ sở thực tế của hòng khám phá. Còn nhiều thiếu sót, mong được các bạn góp ý thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ấn nút like và đăng ký kênh để xem thêm thật nhiều những video thú vị các bạn nhé!